Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Các bạn thân mến, thì trong thời gian vừa qua đấy thì các bạn gửi cho tôi rất là nhiều những cái tin nhắn, các bạn chuyển cái hình ảnh cái bàn tay của các bạn cho tôi. Đó, thì có rất là nhiều những cái bàn tay mà có những cái nét chỉ tay khá là đặc biệt, những cái nét chỉ tay nó gọi là chỉ tay hiếm. Và có một số những cái nét đây như là ở trên cái bàn tay của tôi như thế này. Đó, có một số người là chỉ có hai cái nét rõ như thế này, một cái nét của sinh đạo này và một cái nét là nó băng ngang sang, thì đó là hợp với cái nét của tâm đạo và trí đạo, tức là bàn tay của chúng ta chỉ có mỗi hai cái đường như vậy thôi. Thế thì cái bàn tay có hai cái đường như vậy ấy, thì đây nó gọi là cái bàn tay chữ nhất các bạn nhé. Đó, một cái đường nó băng ngang sang. Thế thì trong cái bàn tay chữ nhất này nó chứa đựng những cái điều thú vị gì, những cái sự bí ẩn gì? Thế thì đối với cái bàn tay chữ nhất này, chúng ta biết rằng là nó có hai đường, một là sinh đạo là vòng xuống dưới đúng không, đường thứ hai là hợp bởi tâm đạo và trí đạo, nó hợp với nhau, nó rõ nét, nó chạy ngang cái bàn tay như thế này. Thì đây được coi là một trong những cái tướng tay mà có lẽ là các bạn cũng theo dõi ở đâu đó, hay là nhiều người nói rồi, nó là một cái đường tay là hiếm gặp và khá là đặc biệt, cho nên là cái tính cách này cũng như là công danh tài lộc rồi sự nghiệp cuộc đời của người mà có kiểu tay như này đấy cũng sẽ rất là thú vị các bạn nhé. Đó, nó sẽ không giống với này những cái người thường đâu. Đó, thì cái tính cách của người có bàn tay chữ nhất thì như thế nào, nó khác với này như đường chỉ tay khác, là nó chỉ được hợp bởi là cái đường tâm đạo và trí đạo, và một cái đường là sinh đạo, có hai đường. Đó, chính vì thế mà những cái người mà có tướng tay như này đấy thông thường là những cái người mà khá là mạnh mẽ các bạn nhé. Người ta độc lập, người ta tự chủ đấy. Phương diện tình cảm thì nó sẽ hơi khô khan một chút. Đó, đôi khi thì tính khí người ta sẽ có một cái sự là thất thường. Đó, người này thì người ta sẽ hành động là lý trí của người ta nhiều hơn, tức là ít bị chi phối bởi cái phương diện của tình cảm. Đó, bản thân của họ là những cái người mà ngay thẳng các bạn nhé, ngay thẳng, có gọi là có năng lực để mà làm việc, để mà thực hiện được những cái công việc lớn, hoặc là có năng lực để mà lãnh đạo được các bạn nhé. Đó, một khi đi người ta mà xác định được cái mục tiêu của mình rồi đấy, một cách rõ ràng đấy, thì người ta sẽ theo đuổi đến cùng, tức là bản thân của người ta có một cái sự là kiên trì các bạn nhé. Đôi khi đấy thì do cái tính cách là gì ạ, bảo thủ, cứng nhắc đấy, cố chấp đấy, đôi khi là người ta lại không muốn lắng nghe những cái ý kiến của người khác đâu, nên là nhiều khi nó cũng sẽ là một cái sự phiền toái đấy. Đấy, quyết đoán này, dũng mãnh này, thành công thì có thể thành công vượt trội hơn người, nhưng ngược lại thì khi mà đã thất bại đấy thì bản thân của người ta cũng sẽ là thê thảm hơn người. Đó, nhiều tài liệu thì người ta cho rằng là những ai mà sở hữu cái nét chỉ tay chữ nhất như thế này đấy, thì cái khả năng tập trung ấy của người ta đấy, phải nói là tập trung rất là cao. Đó, khi người ta đã tập trung vào một việc nào đó đấy, thì người ta sẽ là một cái người mà người ta gọi là hơn những cái người bình thường các bạn nhé. Đó, hơn những cái người bình thường. Thường là những cái người mà người ta sẽ có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo. Đó, biết làm chủ cái tình thế, biến việc không thể thành những cái việc có thể, mạnh mẽ, quyết đoán. Đó, có thể là đến cái mức là chuyên quyền, độc quyền, bỏ qua những cái ý kiến của những cái người xung quanh. Đó, đấy là cái yếu tố có thể hại chính bản thân người ta đấy. Đó, nếu mà người có cái chỉ tay chữ nhất này, người ta biết hạn chế những cái nhược điểm và phát huy những cái tích cực của người ta đấy, thì người ta sẽ dễ thành công ở trong cái cuộc đời hơn các bạn nhé. Đó, như tôi nói đây về cái phương diện mà tình cảm ấy, do nó có một sự khô khan đấy chẳng hạn như vậy đấy, thì thông thường những cái người có bàn tay chữ nhất này này, thì do cái tính khí là thất thường, tính cách bảo thủ, nên là tình cảm thì đôi khi là cũng có một cái sự là khô khan, nhưng mà một khi ấy, mà bản thân của người ta đấy mà yêu ấy, thì nó lại mang cái tính chất cũng rất là quyết liệt đấy. Người ta không gọi là để ý đến những cái vấn đề nào khác đâu đấy, nên là đôi khi người ta sẽ có một cái sự là độc chiếm ở trong cái tình cảm đấy. Nên là
đối với cái chuyện tình cảm đấy thì cái người đối phương của người ta đấy đôi khi cũng sẽ là thấy khó chịu đấy, vì là bản thân người ta là muốn có một cái sự là gò ép đối phương theo cái ý muốn của mình đấy, nên là đôi khi nó sẽ nảy sinh ra những cái sự ghen tuông, gọi là có thể đôi khi nó là vô độ nhé. Nên là hôn nhân thì nó sẽ diễn ra theo hai cái chiều hướng, một là nếu mà thuận lợi ấy, thì nó sẽ suôn sẻ từ đầu đến cuối, còn nếu khi đã vấp phải một cái trở ngại nào đó, khó khăn nào đó thì bản thân của người ta sẽ rất xấu ở trong hôn nhân, khó đi hết được đến cuối của cái cuộc đời của người ta các bạn nhé. Nên là với lại cái tính cách là muốn bó buộc cái người khác đấy thì hôn nhân của người ta đấy đôi khi ấy, nó cũng sẽ là con dao hai lưỡi đó, chưa chắc là nó đã tốt ở trong cái việc đó đó, nên một cái sự là gò bó gò ép đối phương đấy, gọi là trong cái yêu nhưng mà nó lại quá mức đấy, và cái hành sự nó không đúng thì có thể là làm cho cái cuộc hôn nhân đấy nó dễ bị tan vỡ, nên là nó lại không thể trở nên viên mãn được các bạn nhé. Đó, thế thì cái công danh hay là cái tài lộc của người có cái bàn tay chữ nhất như thế này thì nó như thế nào? Cái tính quyết đoán là trong công việc đúng không? Đó, bất kể là khó khăn hay là cái trở ngại nào cũng khó có thể là ngăn cản được, gọi là cái bước đi của người có bàn tay chữ nhất này này. Thì bản thân người ta thường là gì? Hay chọn cách là đối đầu trực diện đấy để giải quyết vấn đề, với việc bản thân người ta tận dụng được những cái ưu điểm ở trong công việc thì tài phúc người ta sẽ đến rất là nhanh đấy. Tuy nhiên như tôi vẫn chia sẻ đấy, thẳng thắn bảo thủ thì sẽ dễ vấp phải cái sự là phản đối, gọi là của những cái người xung quanh hoặc những cái người không hợp đấy. Đấy là cái nhược điểm mà cái người mà có cái nét bàn tay chữ nhất này chúng ta phải sớm khắc phục nếu mà muốn đi tới cái con đường của cái sự thành công thuận lợi và nó đơn giản hơn. Thì các bạn thì phải biết kết hợp hài hòa đó giữa cái yếu tố của bản thân với lại yếu tố của xã hội các bạn nhé. Đó, chúng ta đừng có lấy cái ý kiến của cá nhân nhiều quá đó, độc đoán quá, độc quyền quá đó, chuyên quyền chẳng hạn như thế, thì khi các bạn có nên làm lãnh đạo đi chăng nữa đấy thì cũng khó mà có thể là được lòng người khác các bạn nhé. Đó, đó là những cái nhược điểm mà chúng ta cần phải khắc phục. Và đối với này cái bàn tay chữ nhất này này thì chia sẻ với các bạn nhé, phải nếu mà đi cùng với cái bàn tay mà có phúc khí, tức là gì? Tức là một cái bàn tay mà dày đầy đặn đấy, dày đầy đặn, da tay hồng hào mềm mại đó, các ngón thì là những cái ngón mà mập và thuôn, nó không có một cái sự là trơ xương, thì đó là một cái nét của cái bàn tay chữ nhất là tốt, là tuyệt vời. Nhưng cũng là cái bàn tay chữ nhất mà ví dụ như cái phúc khí không có mà các ngón thì nó lại cong queo, nó trơ xương ra này, rồi các gò thì nó lại không được đầy đặn này, bàn tay nó không dày này, nó không hồng hào này chẳng hạn như vậy, thì đó là một cái bàn tay chữ nhất rất là xấu, thì cuộc đời sẽ có thể là nận đất nong đong về cả công việc, tình duyên, tình trường đó, hay là gia đạo cũng vậy. Nên là cái bàn tay chữ nhất này khi mà nó lại kết hợp với lại cái bàn tay mà không có phúc khí đấy thì cực kỳ là xấu các bạn nhé. Đó, đôi khi nó sẽ là một cái yếu tố mà có thể là đẩy người ta tới cái phương diện của tù tội đấy các bạn ạ. Đó, nên là do cái yếu tố mà của hoàn cảnh, có thể là thiên không thuận đấy, và bản thân của người ta mang cái sự nóng tính, mang cái sự là cố chấp bảo thủ đấy, có thể đẩy người ta tới những cái mà nó xui ở trong cái cuộc sống. Còn đối với những cái bàn tay chữ nhất mà có phúc khí như tôi nói đấy, da tay hồng hào mềm mại, tay thì mập mạp, các ngón mập và dài đó, thì sẽ là cái nét của cái bàn tay chữ nhất, chủ về yếu tố của quý nhân phú quý đó, cộng thêm với ngón cái và cái gò mộc tinh rộng lớn nữa, thì sẽ là những cái người mà
làm chủ, làm lãnh đạo, người ta có khả năng để mà vươn cao hơn ở trong cái địa vị ở trên cái đường đời của người ta đó. Và cộng thêm một vài yếu tố như này, ví dụ như trên cái nét của cái bàn tay thứ nhất này nhé, mà nếu mà ai mà có một cái nét như thế này, ví dụ như này đó, có một cái đường gọi là cái đường thủy tinh mà nó lại chạy từ cái sinh đạo chạy thẳng lên cái khu vực của ngón út này chẳng hạn các bạn nhé, đó ví dụ như vậy, mà nó tạo ra một cái tam giác rất là lớn ở đây, thì đây nó sẽ gọi là cái tam giác là phú quý đấy, tam giác phúc đức đấy. Ai mà có những cái nét mà nó chỉ cần ba cái nét mà rõ ràng rành mạch như thế này đấy, thì cuộc đời của các bạn không lo. Đó, đó là một cái yếu tố mà gọi là hiếm lắm. Đó, đó gọi là yếu tố hiếm, tức là các bạn là tu phước từ nhiều đời nhiều kiếp các bạn mới có, nên là sang đến cái đời kiếp này các bạn sẽ dễ được hưởng vinh hoa phú quý nếu mà có ba cái nét rõ ràng như thế này các bạn nhé. Đó, lại cộng thêm với này, nếu mà trên cái nét một cái đường băng ngang này mà các bạn lại có một cái đường song song, ví dụ như cái đường song song như này đó, nó chạy song song với cái đường dưới này, thì đây nó sẽ là cái yếu tố của cái phương tiện tài, gọi là tiền tiêu không hết đấy đó. Hoặc là khi cạn rồi nó lại đầy, vơi nó lại đầy, như kiểu là cái yếu tố của thiên ấy, nó sẽ tạo cho các bạn cái sự thuận lợi đó để kiếm được ra tiền ra bạc các bạn nhé. Đó, nhưng mà chung quy lại thì chúng ta lại phải xét cả cái yếu tố mà của cái bàn tay nó có phúc khí hay không. Còn đối với nếu mà cái bàn tay của nữ nhé, mà là bàn tay chữ nhất đấy, xin thưa với các bạn, nếu mà cái bàn tay của nữ, bàn tay chữ nhất đấy, thì nó sẽ gấp đôi nam. Đó, kể cả trên cái phương diện tính cách hay là trên cái vận số cuộc đời sẽ gấp đôi nam. Nếu mà cái phúc khí tốt đấy thì sẽ là một cái người mà tốt hơn nam cũng gấp đôi. Mà nếu mà cái phúc khí bàn tay mà kém đấy thì họ là những cái người mà gọi là cũng kinh khủng khiếp đấy. Nếu mà nữ mà bàn tay chữ nhất đấy mà lại thiếu cái yếu tố phúc khí của bàn tay đấy thì người ta trong cái tình trường ấy người ta cũng vô độ ấy. Đó, ghen tuông thì phải biết, có thể là chỉ hơi một chút thôi người ta cũng có thể là gọi là cho các bạn biết thế nào là lễ độ rồi. Đó các bạn nhé. Đó, thì do là các bạn hỏi tôi nhiều về cái nét chỉ tay như vậy, đó đó là cái nét của bàn tay chữ nhất, nên là ra cái video như thế để mà chia sẻ đôi điều với lại các bạn. Những ai mà có nét chỉ tay của chữ nhất thì các bạn có thể là inbox ở dưới cho tôi. Đó, cảm ơn cái sự quan tâm theo dõi từ các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Xin chào.